Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái kèo hot nữa. Đây là một kèo game Magaman. Đây là một dự án đến từ Nhật Bản. Dự án này sẽ có airdrop tổng cung lên đến 3 triệu đô la. Phần thưởng chắc chắn sẽ các bạn sẽ nhận được một man tương đương với 3 4 đô gì đấy. Với lại một NFT level 1. Ngoài ra nếu may mắn thì các bạn có thể nhận thêm phần thưởng khác như 100 USDT, 50 USDT và 100 FTM. Để nhận được airdrop này thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái link ở trên này. Mình để link ở đây nhé, làm tất cả các nhiệm vụ, sau đấy hoàn thành yêu cầu và yêu cầu cuối cùng là chúng ta sẽ phải print một lần. Khi chúng ta print thì phí các bạn sẽ phải trả là 3 Phaeton, cái mạng chúng ta sử dụng là mạng Phaeton các bạn nhé. FTM, đấy, một lượt Spring thì các bạn sẽ mất 3 pha tom. Các bạn mỗi ví thì sẽ được claim một lần duy nhất các bạn nhé. Ok, vào đây thì chúng ta sẽ connect đến ví. Cái này thì mình lại làm rồi là sao nhỉ? Ta sẽ xóa bớt đi nhé. Tại vì nó lại connect đến cái ví ấy rồi, cái ví này thì mình đã làm rồi. Mình muốn làm cái ví khác để hướng dẫn cho các bạn đấy. Tại vì cái lúc nãy mình làm cái video hướng dẫn nhưng mà mình lại quên mất cả cái hướng dẫn các bạn chuyển cái ép Phaeton về ví. Đấy, vì thế cho nên là chúng ta sẽ chờ một ít nhé. Mạng Phaeton thì chúng ta vẫn sử dụng ví MetaMask nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta chờ một ít xem nó có connect đến cái ví khác. Nó không connect đến ví khác cho mọi người ạ. Sao đây không có log out nhỉ? Nó không có log out luôn mọi người ạ. Trời ơi, vào đây thì nó sẽ có một số nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ connect đến ví nhé. Đấy, ví MetaMask các bạn sử dụng cho mình là mạng Phaeton. Nối cái này ở đây đây, đúng rồi, giờ mới làm kết nối cái này cho rồi. Ở đây và đây chúng ta sẽ theo dõi cái này nhé. Đấy, xem là cái này tiếp này, flow twitter này, flow pin post này, retweet pin post này, comment, và các bạn sẽ tag ba bạn bè ở trên twitter này. Tiếp theo nữa ở đây dưới này thì là cái chúng ta thấy là chúng ta sẽ nhận được một man cũng như là một cái OBO NFT. Nếu may mắn thì các bạn sẽ nhận được cả các giải thưởng ở bên dưới. Rep thì chúng ta sẽ commission là chúng ta sẽ nhận được khoảng 25%. Rep thì chúng ta sẽ có 3 level rep. Đấy. Ở đây thì chúng ta nhớ là cái mạng thì chúng ta sẽ chuyển sang mạng Phaeton. Ở đây. Nhá. Mạng Phaeton thì chúng ta yêu cầu phải có 5 FTM trở lên. Tại vì là chúng ta đã ấn cái spring này là chúng ta mất 3 cái đồng rồi. Nếu mà các bạn muốn chuyển thì chúng ta có thể lên sàn 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 MXC để chúng ta mua một ít nhé. Mua một ít xong thì mọi người sẽ ấn vào đây chuyển. Đầu tiên là ở đây chúng ta sẽ điền ví MetaMask của mình nhé. Ở dưới các bạn chọn cho mình mạng FTM. Ở dưới này thì chúng ta ấn cho mình là các bạn có thể chuyển lên nhé, bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái free của nó là 1 đồng các bạn nhé. Sau này các bạn ấn submit là nó sẽ về ví thôi. Đấy, về ví xong thì các bạn làm hết cái nhiệm vụ ở trên này rồi thì chúng ta sẽ ấn vào dưới này. Đấy, dưới này thì chúng ta ấn vào spring. Tại vì là chúng ta phải print ấy, thì chúng ta mới có link rep. Tiếp theo nữa là chúng ta mới tham gia chính thức vào cái airdrop của nó. Đây là một cái dự án tựa game. Nói chung là game bắn nhau đấy, như kiểu một số game thông thường thôi, game của Nhật Bản. Ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào xác nhận. Khi mà xác nhận xong thì chúng ta sẽ có một cái link rep nhé các bạn nhé.
Linh thép luôn, thì chúng ta có thể check qua cái website của họ nhé. Đấy, lúc nãy mình quên giới thiệu cái cách để các bạn có thể add mạng Phantom cũng như là chuyển cái FTM lên mạng Phantom. Đấy, vì thế cho nên là mình phải làm lại cái video đấy. Cái lạnh xong chưa nữa? À đây là nó đang quay đây này. Level 1. Được có một cái level 1 thôi mọi người ạ. Đây, một màn và một cái này level 1. Còn có một phải. Đây. Nói chung là ai cũng như thế hay sao, may mắn lắm thì mới được cái khác. Đây là cái website của họ này. Đây là cái tựa game, các bạn có thể xem nhé, xem qua cái game của nó chạy như thế nào. Đấy. Tokenomics Team thì ở đây, Yamamuro Kenji là cái CEO của dự án. Partner thì cũng rất là xịn sò. Rồi mình check qua một ít thông tin thôi. Như thế là mình đã là xong đấy, tham gia đủ cái chương trình iROC của nó đấy. Ở bên này thì chúng ta sẽ nhận được một mền cũng như là một cái NFT của cái OBO. Đấy. Link thì mình sẽ để bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm các bạn nhé. Đây là một cái dự án rất hot. Đấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình. Bạn nào mà tham gia mà có vấn đề gì thắc mắc hoặc là khúc mắc về cái vấn đề chuyển FTM thì các bạn có thể inbox với mình để mình hướng dẫn thêm cho mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.